Ok, hôm nay mình ở đây để báo cho các bạn một tin buồn là chúng ta không thể tiếp tục cái series Terraria với cái thế giới này nữa rồi các bạn ơi. Ok, thì mình nghĩ là tại vì mình xây quá trường nên cái thế giới này rất là nặng ha, cho nên nó lắc lắc các bạn ơi, nó qua hắc môn không được ha. Mình nghĩ là mình sẽ tạo một thế giới mới mà mình sẽ xây lại từ đầu ha, mình xây nó khác mà nó không xây giống như này đâu ha. Ok, và chúng ta sẽ chuyển qua thế giới khác hả bạn, và tiếp tục qua hành tinh Hắc Mo ha. Thế giới này mình xây quá chừng luôn mà, thì cho nên là nó rất là nặng hả bạn, nghĩa đó là nguyên nhân chúng ta bị kẹt ha bạn ơi. Ok, giờ chúng ta sẽ tạm biệt cái má này ha, và chúng ta sẽ chuẩn bị bước sang một thế giới mới bạn ơi. Đây là ngôi nhà trồng cây chúng ta nhá, một cái khu full xanh luôn nhá. Và dưới đây là một căn hầm chuyên gia chế thuốc của mình ha. Chúng ta sẽ không còn gặp nó lại cái thế giới này nữa đâu các bạn ơi. Ai da, khá đáng buồn ha bạn. Công sức mình xây vãi nồi luôn mà giờ phải chuyển qua thế giới khác các bạn ơi. Ồ, thì xây nhà đủ kiểu ha. Nhà kính rồi nha. Ok, và khi chuyển qua thế giới khác thì mình cũng cần có mấy ngày để mình xây lại ha các bạn. Nói chung là mình xây lẹ thôi. Đây, đây là nhà tập máy mình xây nè, quên rồi. Và đây là ngôi nhà đầu tiên mình xây nè các bạn. Nói chung là giờ mình sẽ đi tạm biệt ha. Đây là cây cờ nha. Cái khu mình mới sơn màu hồng nha. Nè, phải tạm biệt nữa rồi các bạn ơi. Đây là cây cây nha. Cây cây mà mình cho mấy NPC lên ở đầu tiên các bạn ơi. Ai... Mấy cái đài phun nước nha. Cây cờ nha, đèn đường tùm lum nha. Thì đây là cây cầu. Và đây là cái nhà siêu to khổng lồ ha. Vừa mới xây thôi bạn ơi. Mà không 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 ổn rồi. Ta phải từ bỏ cái căn nhà khổng lồ này các bạn ơi. Khá là đáng tiếc nha. Ok, tạm biệt các mấy NPC trong cái map này luôn các bạn ơi. Chuẩn bị đi qua thế giới mới rồi. Hai. Nhân vật thì mình thì cũng không cần phải chơi lại ha, tại vì mình lấy nhân vật này mình qua thế giới khác được ha các bạn. Chỉ cần xây lại thế giới các bạn ơi. Đây là cái khu màu cam nha. Khu cây màu cam, cây màu xanh vãi nồi chứ. Đây là chỗ farm quái ha các bạn. Chưa kịp farm cái quần què gì mà nó đã không cho chơi rồi. Đúng là đáng buồn quá các bạn ạ. À. Cái quần què cho qua cái cây. Nãy nổi lửa lên em ơi. Nổi lửa lên lửa hiên cao nguyên ha các bạn. Thì khu Halo thì nó xuất hiện rồi, nhưng mà nó không cho mình đập mấy cái đền hậu quỷ nữa mà. Nó cũng xây hắc mò đó bạn, chứ không phải nó bị kẹt hắc mò đâu bạn ơi. Mà mình không hiểu sao mình không cho mình đập mấy cái đền thờ mà nó ra khoáng sản mới ha. Sao thì quá chừng sao nè, về kệ cha đi ha. Đây cái khu Halo nó rộng quá nồi, nó lan tùm lum hết trơn rồi bạn ơi. Nhưng mà nó vẫn không cho mình đập mấy cái đền thờ quỷ mà ra khoáng sản mới là mình cũng không biết luôn. Nói chung là xấu nhỏ đó các bạn. Đúng nhỏ luôn á. Ok không sao. Đi một vòng ha. Ok, giờ sẽ qua đập thử cái đền đó một lần nữa ha, lần cuối bạn ơi. Và tạm biệt cái thế giới này luôn ha. Chắc chắn là nghĩ là cũng không được đâu bạn ơi. Hồi toàn xíu nha. Hai. Nhìn lại một vòng thế giới thì cũng có khá nhiều điều đáng buồn ha. Xây vãi nồi luôn. Ôi giờ mấy quỷ xanh lam này. Hay mấy cái quái đó bên Hắc Mo đó bạn. Đậu xanh đi đụng mấy này cũng đau nữa, nãy giờ sắp chết rồi. Ok, sẽ gán lết xuống mình đập thử cái đền hậu quỷ một cái nữa ha. Coi coi Google quyết định này có thể thay đổi vận mệnh hay không. Chúng ta có thể tiếp tục thế giới này hay không? Chứ là nhờ vào thời điểm này ha. Đây. 1, 2, 3. Chuẩn bị nè các bạn. Chăm chú vô nha. Rồi, xong. Toa. Giờ chúng ta không thể tiếp tục thế giới này ha các bạn. Đó là cái cách giải quyết mình nghĩ ra ha. Chắc chắn nó sẽ thành công bạn ơi. Ok, thôi đi về luôn ha. Ok, thì tạm biệt thế giới này ha. Chúng ta sẽ bước qua thế giới mới các bạn ơi. Khá là đáng buồn nha. Ok, mà mình các bạn đợi mình mấy ngày mình sẽ xây xong. Ok, hẹn gặp lại các bạn ở tập ra tiếp theo nha.